món ăn từ củ cải trắng giúp trị bệnh hô hấp. Ngoài việc làm thức ăn, củ cải còn là vị thuốc quý chữa ho, viêm họng, viêm phế quản. Củ cải trắng có tên thuốc là la bạc tử, hay lai phục tử, la bạc tử, rau lú bú, tên khoa học Raphanus sativus L. thuộc họ cải Brassicaceae, hay chữ thập, được trồng phổ biến khắp nước ta. Trong 100g củ cải có năng lượng 17 kilocalo, nước 95,04g, protein 0,67g, chất béo 0,24g, carbon hydrat 3,43g, đường tổng số 1,83, chất xơ 1,6g, chất khoáng như canxi 17mg, sắt 0,15g, magie 9mg. Phốt pho 24 mg, kali 285 mg, sodium 249 mg, Selenium 0,7 mg, vitamin C 15,1 mg, niacin 0,15 mg, folate 17 mg, choline 6,8 mg. Theo đông y là bạc tử, hạt củ cải, vị cay ngọt, tính bình vào kinh tỳ vị và phế có tác dụng đưa hơi đi xuống giáng khí trừ đờm ngoài ra còn có tác dụng tiêu thực giúp tiêu hóa địa khô lâu củ cải phơi khô có tác dụng lợi niệu tiêu thũng lưu thông hơi ở phổi kiện tỳ tiêu thực hạ khí hóa đờm hóa tích khoan trung sinh tân giải độc dùng cho các trường hợp đầy bụng không tiêu viêm khí phế quản ho nhiều đờm, khản tiếng, thổ huyết, chảy máu cam, bệnh đái tháo đường và hội chứng lị. Dưới đây là một số cách dùng củ cải chữa bệnh, chữa ho, củ cải trắng 1kg, quả lê 1kg, gừng tươi 250g, sữa 250g, mật ong 250g, cách làm, lê gọt vỏ, bỏ hạt, củ cải, gừng tươi, rửa sạch, thái nhỏ, cho từng loại vào miếng vải thô sạch để vắt nước xong để riêng, đổ nước củ cải, nước lê vào nồi, nấu đến sôi thì bớt lửa lại, nấu tiếp cho đến khi đặc dính thì cho nước gừng, sữa, mật ong vào khuấy đều và đun sôi lại, khi nguội cho vào lọ đậy kín dùng dần, mỗi lần một thìa canh pha vào nước nóng để uống ngày hai lần. Chữa viêm họng, củ cải tươi 1 đến 2 củ, một ít đường phèn hoặc thay bằng mật ong cách làm củ cải cạo vỏ, rửa sạch, cắt dạng sợi, đem trộn với đường phèn, cho vào hũ để qua đêm, cho ra nước, rồi chắt lấy nước này uống. Cứ khi nước ra, lại chắt lấy nước, làm liên tục vài ngày, chữa người già bị viêm phế quản mạn tính. Hạt củ cải sao 12 g hạt tía tô 12 g sắc uống trong ngày, hay lấy củ cải hầm bí sứa bì sứa 120g, củ cải 60g. Thêm nước và gia vị, hầm nhừ chia ăn hai lần trong ngày. Chữa viêm phế quản mạn tính, ho nhiều đầm, hạt cải củ, sao 12g, hạnh nhân 12g, cam thảo sống 8g sắc uống. Dùng cho trường hợp khản giọng mất tiếng nôn ói loét miệng củ cải gừng tươi liều lượng tùy ý ép lấy nước chia ra cho uống giải rác ít một trong ngày để ngậm và nuốt từ từ có thể trộn cùng nước giá đậu xanh cũng rất hay chữa các trường hợp suy nhược viêm khí phế quản ho xuyễn dùng món canh thịt dê cá diếc củ cải Cụ thể thịt dê 100g, cá giếc một con, củ cải 60g, thêm nước và gia vị nấu canh lẩu ăn nóng. Chữa các trường hợp hen xuyễn viêm khí phế quản mãn tính, cảm sốt, ho nhiều đầm, dùng nước ép củ cải hấp đường phèn. Củ cải tươi hoặc luộc chín, 500g, ép lấy nước, thêm đường phèn lượng thích hợp cho uống, ngày một lần. Chữa tiêu hóa kém, mồm hôi, bụng trướng, đại tiện khô, hạt cải củ sao 12g, chỉ xác 8g, thần khúc sao xém 16g, sắc kỹ uống trong ngày. Chữa lị Đau mót đại tiện, hạt cải củ 12g, tỏi một củ, hạt cải củ nghiền thành bột, tỏi củ dã nát ép lấy nước, uống bột thuốc và nước tỏi với nước đun sôi còn nóng, chữa trường hợp đầy bụng không tiêu do ăn uống quá nhiều các loại bánh kẹo, đường, mỡ, làm món cháo cải củ. Gạo tẻ 100g, củ cải 50g, củ cải thái lát cùng gạo nấu cháo, thêm chút muối cho ăn chữa các trường hợp đại tiện xuất huyết dỉ giả liên quan đến trĩ và uống rượu dùng món củ cải hầm nước gừng. Củ cải, cả lá và cuống 20 củ, rửa sạch thái lát nấu nhừ, thêm mấy lát gừng, bột gạo, ít giấm, đun sôi vừa để nguội, cho ăn. Dùng cho người lao phổi giãn phế quản. Củ cải trắng hoặc xanh 1kg, thịt dê hoặc kiều 500g, hành gừng tươi, rượu trắng gia vị, cách làm thì dê bóc màng lọc gân Rửa sạch Cắt miếng nhỏ rồi đem trụng nước sôi Vớt ra rửa sạch để ráo nước Rồi ướp hành gừng, rượu trắng Và cho vào nồi với lượng nước vừa dùng Nấu sôi Củ cải cạo vỏ rửa sạch Cắt miếng nhỏ trụng nước sôi Vớt ra cho vào nồi nấu thịt dê đang sôi Nấu cho chín mềm nêm nếm gia vị Chị đau do sỏi mật củ cải tươi đem thái thành từng miếng dày, rồi đem tẩm cho thấm mật ong, sau khi tẩm đem sấy khô, dùng củ cải đã tẩm sấy này. Đái tháo đường, củ cải 200g, gạo tẻ 50g và một ít nếp đem nấu cháo, dùng lúc cháo nóng ngày 2 lần. Kiêng kỵ, hạt cải củ có thể hao tổn khí sức lực nên người sức yếu khí hư không bị đầy tích, đầm trệ, đọng thì cấm uống người tí vị hư hàn nên hạn chế dùng củ cải. Ba bí kíp giúp bạn đương đầu với chứng mãn kinh, một chế độ ăn uống lành mạnh với nhiều rau xanh bổ sung thêm động nành và các bài tập nhẹ nhàng như yoga, thư giãn hay tập thở có thể giảm nhẹ triệu chứng mãn kinh. Hầu hết phụ nữ khá khó khăn trong giai đoạn mãn kinh và tiền mãn kinh bởi họ phải trải qua sự chuyển đổi cơ thể với những triệu chứng khó chịu đi kèm. Ví dụ một người phụ nữ đi qua thời kỳ mãn kinh có thể bị các cơn nóng bừng, đổ mồ hôi đêm, mất ngủ, khô âm đạo và mất ham muốn tình dục dưới đây là một số điều mà bạn có thể làm để giảm các triệu chứng mãn kinh khó chịu đó chế độ ăn uống giảm nhẹ triệu chứng mãn kinh đơn giản chỉ cần sửa đổi chế độ ăn uống của bạn cũng có thể làm giảm bớt các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh ví dụ thêm đậu nành trong chế độ ăn uống của bạn để giảm hoặc thậm chí loại bỏ các cơn nóng bừng có liên quan đến sự sụt giảm nồng độ estrogen do mãn kinh gây ra đậu nành được chế biến thành các sản phẩm thực phẩm như đậu phụ, sữa đậu nành, bột đậu nành, bạn cũng có thể làm giảm các triệu chứng của thời kỳ mãn kinh bằng cách ăn nhiều loại đậu, trái cây, rau và hạt lanh trong chế độ ăn uống của bạn. Tránh các thức ăn có chứa nhiều đường hoặc chất béo nếu bạn muốn giảm bớt các triệu chứng mãn kinh. Những người phụ nữ bổ sung đủ canxi trong chế độ ăn uống cũng là cách tốt để họ ít phải chịu đựng các triệu chứng mãn kinh hơn. Do đó, bạn cũng nên đảm bảo đủ các sản phẩm sữa ít chất béo trong chế độ ăn uống của bạn. Trong các bữa ăn, bạn nên tránh ăn quá no mà thay vào đó nên ăn ít và ăn thành nhiều bữa. Điều này sẽ giúp bạn luôn duy trì được lượng đường trong máu. Khi lượng đường trong máu của bạn được cân bằng sẽ dễ dàng lưu thông khắp cơ thể. Vitamin và dưỡng chất giảm nhẹ triệu chứng mãn kinh có rất nhiều loại thực phẩm bổ sung giúp bạn có thể làm giảm các triệu chứng mãn kinh khó chịu ví dụ như các loại vitamin và các chất bổ sung cho việc làm chậm lại thời kỳ mãn kinh hữu ích bao gồm hạt lanh vitamin e vitamin b dầu hoa anh thảo nhưng trước khi dùng bất cứ sản phẩm chức năng hỗ trợ nào hãy nhớ tham khảo ý kiến bác sĩ tập thể dục và thư giãn giảm nhẹ triệu chứng mãn kinh tập thể dục và thư giãn rất quan trọng nếu bạn muốn thời kỳ mãn kinh ít khó chịu nghiên cứu cho thấy rằng những phụ nữ tập thể dục một cách thường xuyên trong thời kỳ mãn kinh ít có khuyên hướng bị đổ mồ hôi đêm nóng bừng và mất ngủ để có kết quả tốt nhất hãy tập thể dục vào buổi sáng bằng chứng cho thấy rằng tập thể dục vào ban đêm có thể giữ cho bạn tỉnh táo và khó ngủ căng thẳng có thể làm trầm trọng thêm các triệu chứng mãn kinh vì vậy tìm cách nghỉ ngơi và thư giãn trong thời kỳ mãn kinh là một ý tưởng tốt bạn có thể thử tập yoga thiền hay tập thở ngoài ra làm bất cứ điều gì khiến cho bạn cảm thấy bình tĩnh và yên tĩnh ví dụ bạn có thể nghe nhạc hoặc ngâm mình trong bồn tắm cũng là cách giúp bạn thư giãn mãn kinh là thời kỳ vô cùng khó chịu tuy nhiên bạn không cần phải chịu đựng trong im lặng hy vọng những lời khuyên và tư vấn nêu trong bài viết này sẽ giúp làm cho thời kỳ mãn kinh của bạn nhẹ nhàng hơn